Vâng, không thể đóng cửa cơ sở làm việc của cô Phú ở Sông Công, Thái Nguyên. Hay nói cách khác là cũng chẳng thể cấm cửa được cách chữa bệnh theo kiểu dẫm đạp của bà Phạm Thị Phú. Bởi vì điều gì cực đoan quá thì cũng dễ hỏng, mà cái gì phù hợp với quy luật lòng người và người dân có nhu cầu thì sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là nhận định của những chuyên gia khi mà nói về cách chữa bệnh được cho rằng là truyền năng lượng siêu nhiên của cô Phú những ngày qua đang gây xôn xao trong dư luận. Một khu vườn ở Long An được cho là có khả năng chữa bệnh từng gây xôn xao dư luận. Nhiều người trên khắp cả nước đã đổ về đây, có ngày lên tới hàng nghìn người. Với hy vọng phước chủ may thầy, tất cả những người đến đây đều có một niềm tin để được lành bệnh. Dù nhiều lần cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động, nhưng khu vườn kỳ lạ vẫn tồn tại hơn 10 năm qua. Cái nhu cầu chữa bệnh là một cái rất là lớn. Điểm thứ hai nữa, trên toàn thế giới, một điều chúng ta ít biết, 1/3 dân số trên toàn thế giới hàng ngày phải sử dụng thuốc. Như vậy là cái nhu cầu y tế rất lớn, không bé một tí nào cả. Nhu cầu sử dụng thường xuyên, nhu cầu săn sóc thường xuyên, đấy là cái có thật. Khu vườn ở Long An hay cơ sở ban mai của bà Phạm Thị Phú có thể là kỳ lạ và rất khó được khoa học y học hiện đại chấp nhận. Nhưng sự thật là đã có không ít người lành bệnh khi đến đây. Có một thực tế là nhu cầu của người bệnh về khám chữa bệnh là quá lớn. Mỗi năm có tới hơn 130.000 ca mắc mới ung thư và có đến 1/3 dân số toàn thế giới phải sử dụng thuốc để có một sức khỏe tốt. Nghĩ là lên đến đây thì tôi thì nước cùng cô mà cứu chứ được thì chúng gia đình chúng tôi quá hạnh phúc. Nhưng thực sự ra là lên đây từ hôm đấy giờ quanh nhà tôi không thể dùng một viên thuốc giảm đau nào nữa. Cũng theo bác sĩ Bùi Công Toàn, Bệnh viện Ca Trung ương từng có quan điểm cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại chữa bệnh cho các bệnh nhân ung thư. Nhưng qua thực tế thì họ cho rằng đó là quan điểm sai lầm. Bởi điều cốt yếu phải mở rộng hệ thống chăm sóc, giảm nhẹ như xoa bóp, tẩm quất hay yoga cười. Bởi với người bệnh, tâm lý là quan trọng nhất. Và khi người dân có nhu cầu một cách chính đáng để mang lại hạnh phúc và sức khỏe của mình, thì có lẽ chẳng ai có thể ngăn cản được họ. Cái gì đấy mà nó cực đoan quá thì nó dễ hỏng. Cái gì nó hợp với lòng người, cái gì nó đúng với quy luật, nó tồn tại muôn thuở. Cái gì cứng nhắc quá không làm nhanh được. Cái y tế cũng vậy. Y tế giáo dục là hai cái cơ bản nhất trong tất cả mọi xã hội. Mình phải chọn phương pháp nào đó hợp với lòng dân, chọn phương pháp nào đó mà đúng với quy luật phát triển thì sẽ được. Đóng cửa có thể đóng cửa tạm thời, đóng cửa để anh chấn chỉnh lại, đóng cửa để anh quy mô lại cho đàng hoàng, chứ không phải là sử dụng cái luật hành chính cấm cửa ta cũng không làm được đâu. Thì người ta đến ta biểu tình, như chúng ta đã trao đổi, thì tốt nhất là ta giúp cho người ta đi đúng hướng, đúng lối để phục vụ thật tốt cho người bệnh, kể cả người lành có thể chăm sóc sức khỏe ta. Hàng trăm người vẫn đổ về cơ sở ban mai những ngày này. Nếu để nói là chữa bệnh thì hoàn toàn ảo tưởng. Bởi về lý thuyết, đây chỉ là cơ sở tẩm quất. Nhưng công bằng mà nói thì không phải tất cả các cơ sở y tế đều chữa được khỏi bệnh cho người dân. Dù sao thì hy vọng lành bệnh hay đỡ bệnh là niềm hy vọng tốt đẹp với những con người không may mắn này.